VinFast vf 7 tiêu chuẩn tại sao sẽ là một trong những đối thủ vô cùng khó chịu đối với các mẫu xe xăng truyền thống như là Hyundai Tucson và Mazda CX-5 với mức giá bán như biết từ phía nhà sản xuất đưa ra là 850 triệu đồng cho hình thức thuê pin vf 7 có những ưu điểm nào cần phát huy và nhược điểm nào cần khắc phục để có thể là dành chọn niềm tin đến từ người tiêu dùng hãy cùng chúng tôi phân tích và mổ sẻ trong video clip ngày hôm nay nhé nói đến ưu điểm của xe điện nói chung thì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng là đi xe điện thì thích thật tăng tốc nhanh này, vận hành êm ái mượt mà, đầm chắc, không mùi xăng dầu nên là không sợ say xe. Không gian cabin xe thì lúc nào cũng rộng hơn xe xăng bởi vì tối ưu được cái phần khoang động cơ ở phía đằng trước. Bên cạnh đó thì đi xe điện còn mang được thêm một cái mác đó là bảo vệ môi trường. Thực ra thì cái này còn phụ thuộc vào nghiên cứu thực tế của các nhà khoa học và các chuyên gia trong lĩnh vực. Nhưng mà rõ ràng một điều chúng ta trông thấy thực tế hàng ngày đó là đi xe điện thì nó không phát thải khói độc hại ra môi trường xung quanh thật. Nói ví dụ như là anh em mình đi xe máy phải dừng đèn đỏ chẳng hạn đứng sau một con xe xăng với một con xe điện, anh em sẽ thấy cái xe nào đem tới cho chúng ta cái không gian dễ chịu hơn. Một cái ví dụ khác, chẳng phải nói đến những cái thành phố lớn hiện nay mới xảy ra cái hiện tượng ngập lụt. Thời gian vừa qua thì anh em cũng đã chứng kiến cái hiện tượng ngập cả ở khu vực vùng biển này, vùng núi, thậm chí là ngập ngang xe luôn. Vậy nếu sử dụng xe động cơ truyền thống, anh em sẽ không thể đi đâu được. Trong cái trường hợp ngập tĩnh, nếu như không vào khoang cabin xe, ngập ngang cổ hút ấy, thì anh em sẽ ít nhất là cũng phải mang xe vào hãng để súc rửa, vệ sinh đủ thứ ví dụ như là lọc xăng lọc dầu lọc gió vân vân mới có thể là tiếp tục sử dụng được còn đối với xe điện thì dĩ nhiên trong cái trường hợp ngập tĩnh nếu muốn an tâm sử dụng thì anh em vẫn cứ phải mang vào trạm dịch vụ để kiểm tra thôi chứ mình nghĩ là cũng sẽ không cần phải thay thế sửa chữa gì cả còn nếu ngập trong cái điều kiện mà đang di chuyển vận hành thì xe điện trong các tình huống này thì rõ ràng lại quá lợi hại mấy bác tài xế xe khách ở hà nội sau mấy hôm mưa ngập phải nói là cười phờ lớn luôn lúc nào cũng trong cái tình trạng quá tải vì nổ quốc liên tục Ngược lại các bác chạy xe taxi truyền thống dùng xe xăng thì coi như là liệt nằm im một chỗ Bởi vì mưa ngập thì chẳng ai dại gì mà phi ra ngoài đường cả Về cái khoản chi phí hàng tháng để nuôi xe điện cũng được đánh giá là tiết kiệm hơn rất nhiều so với xe xăng truyền thống Hiện tại thì chưa có bác nào thống kê chi phí chi tiết về cái chi phí nuôi VF7 Nên em cũng không dám đưa ra những con số liên quan nhưng chúng ta chỉ cần lấy ví dụ những người thường xuyên sử dụng xe điện đó chính là các bác tài xanh SM. VinFast VF5 Plus chạy vào 100 cây chỉ tốn khoảng 14 kWh điện. Với giá điện hiện tại rơi vào khoảng 3.800 đồng cho 1 kWh thì trung bình 100 km anh em sẽ chỉ mất khoảng 54.000 đồng cho việc nạp điện. Nếu chạy 100 km sẽ mất khoảng 7 lít xăng. Với giá xăng biến động liên tục có thời điểm lên tới khoảng 25.000 đồng 1 lít thì trung bình thì anh em sẽ mất khoảng 175.000 đồng cho 100 km tức là hơn gấp 3 lần chi phí chạy xe điện chưa nói đến việc thay dầu động cơ hàng tháng này chi phí bảo dưỡng và thay thế các chi tiết liên quan cũng mất thời gian và tốn kém hơn so với xe điện về bản chất thì anh em mất thời gian để xe nằm xưởng để sửa chữa là chúng ta cũng đã mất một cái khoản chi phí rồi nó đi thì cũng phải nói lại dĩ nhiên là những cái ưu điểm của xe động cơ truyền thống cho tới nay thì chúng ta đã quá rõ ràng rồi chẳng lẽ vậy mà toyota và một số hãng xe đến từ nhật còn dám đi ngược lại xu hướng tất yếu của thế giới là không tập trung 100% nguồn lực để sản xuất xe thuần điện mà chỉ chuyển dịch dần sang xe hybrid và xe hydro. Toyota thì họ cũng có cái lý của nó. Xe xăng dầu thì nó vẫn rất tiện lợi trong đời sống hàng ngày. Có những điều kiện vận hành mà xe điện không thể đáp ứng được. Ví dụ như là đi vào cái khu vực vùng sâu, vùng xa, rừng núi hiểm trở rồi sa mạc vân vân. Rõ ràng là xe điện chỉ phát huy tốt khả năng của nó khi mà hệ thống được phát triển một cách đồng bộ. Ví dụ như là chạm sạc này, chạm dịch vụ sửa chữa này, mà ví dụ như là hiện nay các gara bên ngoài đa phần là vẫn chưa thể sửa chữa được xe điện. Và đây cũng là một trong những cái phần nguyên nhân khiến cho người tiêu dùng có tâm lý e ngại. Quay trở lại với chiếc VinFast VF7 tiêu chuẩn có giá bán là 850 triệu đồng không bao gồm pin. Nếu mua kèm pin là 999 triệu đồng, coi như là 1 tỷ đi. Nếu đặt lên bàn cân để so sánh với một số các mẫu xe điện nằm cùng phân khúc crossover thì mình cho rằng là mức giá đó là quá hơi cho người Việt. Lấy ví dụ như là Hyundai Ioniq 5 Phiên bản thấp nhất thì cũng đã có giá bán là 1,3 tỷ đồng ở tại thị trường Việt Nam rồi. Còn với Kia EV6 giá bán thấp nhất ở Mỹ cũng đã rơi vào khoảng 40.900 USD, tương đương với khoảng hơn 1 tỷ. Các bạn cứ thử tính xem nếu về Việt Nam thì Kia EV6 sẽ là bao nhiêu, giá sẽ là bao nhiêu đúng không? Kiểu gì thì cũng sẽ phải ngang bằng so với Ioniq 5. Với tầm tiền dưới 850 triệu đồng cho hình thức thuê pin, hiện tại anh em chỉ có thể mua được MG4 phiên bản DL thôi. Có giá bán như biết là 828 triệu đồng nhưng là xe phân khúc hạng B chứ không phải hạng C như VinFast VF7. Và nếu với tầm tiền là 850 triệu đồng thì anh em cũng không thể mua được chiếc xe thuần điện nào khác kể cả xe Hybrid. Với Toyota Corolla Cross bản HV thì cũng đã có giá bán ít nhất là 905 triệu đồng. Cũng đều là nằm ở phân khúc hạng B, chưa nói đến Honda CRV phiên bản Hybrid ở trong phân khúc hạng C cạnh tranh với VF7 thì cũng phải có giá bán ít nhất là trên 1 tỷ 2 rồi. Tuy nhiên trên thực tế với tầm tiền khoảng 850 triệu đồng anh em cũng có rất nhiều sự lựa chọn để mua các mẫu xe xăng nằm cùng phân khúc hạng C. Ví dụ như là Mazda CX-5 phiên bản Premium Sport, Tucson bản 2.0 xăng đặc biệt, Ford Territory bản Titanium hoặc bản Chen. Còn với tầm tiền dưới 1 tỷ đồng, tức là 999 triệu đồng đó, thì vé 7 tiêu chuẩn sẽ phải cạnh tranh với Mazda CX-5 phiên bản 2.5 Signature Exclusive và Hyundai Tucson 1.6 Turbo có giá bán như biết là 919 triệu, Ford Territory Titanium X là 929 triệu. Vậy VF7 tiêu chuẩn có những cái ưu điểm nổi bật gì để cạnh tranh với các đối thủ xe xăng trong phân khúc? Đầu tiên, nói đến vẻ đẹp thì tôi cũng phải công nhận với các bạn rằng là VF7 có thiết kế trẻ trung, thể thao và hiện đại. Và phải khẳng định lại một lần nữa đó là nếu như một người mua xe đang phân vân giữa VF7, x 5 Tucson hay là Territory gạt bỏ tất cả mọi yếu tố còn lại, chỉ ưu tiên duy nhất là xe phải có thiết kế đẹp thì VF7 chắc chắn là sẽ 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 ăn đứt các mẫu xe còn lại. Về phần kích thước thông số, VinFast VF7 dài 4545mm, rộng 1890mm và cao 1635mm. Kích thước này của VF7 ngắn và thấp hơn so với các đối thủ, trong khi chiều rộng thì nhỉnh hơn so với CRV, Tucson và CX-5. Riêng về cái phần chiều dài trục cơ sở thì VF7 vượt trội hơn tất cả các đối thủ xe xăng còn lại. Ví dụ như là CRV thì có cái chiều dài trục cơ sở là 2660mm, tút sơn là 2755 mm và C5 là 2 700 mm. Là xe thuần điện nên khả năng tối ưu phía trước khoang động cơ cũng tốt hơn so với xe xăng là điều hiển nhiên rồi. Cộng với cả cái chiều dài trục cơ sở, chiều rộng lớn hơn so với các đối thủ nên V7 chắc chắn là sẽ có một cái không gian bên trong cabin xe rộng rãi hơn so với các đối thủ còn lại. Ngoại thất của VinFast V7 tiêu chuẩn vẫn bao gồm là cụm đèn pha LED này, đèn định vị LED hình chữ V được sử dụng cho cả phía trước và phía sau. Trong khi đó thì đèn hậu sử dụng công nghệ LED, các cảm biến phía trước và phía sau vẫn giữ nguyên so với phiên bản Plus. Tay nắm cửa ẩn vào bên trong cánh cửa, đây là cái phần chi tiết. Về góc độ tiện dụng thì tôi không nói nhé, nhưng về vẻ đẹp thì tôi đánh giá rất cao bởi chúng ta mới chỉ thấy cái thiết kế kiểu này trên các dòng xe sang và cao cấp. Trên bảng tiêu chuẩn V7 sẽ được trang bị la răng 19 inch này, các đối thủ cũng đều sử dụng kích thước này. Bên trong khoang nội thất VinFast VF7 tiêu chuẩn tiếp tục gây ấn tượng mạnh với người dùng Đó chính là xe được trang bị cái phần màn hình cảm ứng kích thước 12,9 inch giống mọi phiên bản Ghế lái chỉnh điện này, hệ thống điều hòa hai vùng tích hợp với bộ lọc không khí Hệ thống âm thanh với 18 loa, gương chiếu hậu, tự động chống chói và phanh tay điện tử Hiện nay chưa rõ các tiện ích của VF7 có những gì, chi tiết ra sao như thế nào nhưng chỉ cần lướt qua những cái option kể trên thì VF7 cũng đã gần như đáp ứng được 80% nhu cầu thực tế của người sử dụng rồi. Còn mấy cái option ví dụ như là đèn viền nội thất này, sạc không dây, màn hình HUD, sưởi ghế, sưởi vô lăng, cửa sổ trời thì trên V7 tiêu chuẩn đều không có, nhưng các đối thủ có những option này. Tuy nhiên tôi đánh giá là các option như vậy gần như là có cũng được mà không có thì cũng chẳng sao. Tóm lại là được cái nọ thì mất cái kia thôi. Nếu cần những option trên rõ ràng là các bạn sẽ phải bỏ tiền thêm để nâng cấp lên bản Plus. Về phần công nghệ an toàn thì hiện nay VinFast chưa công bố cụ thể chi tiết những tính năng nằm trên V7 tiêu chuẩn nhưng hãng cũng xác định trên phiên bản này sẽ phải có 6 túi khí ngang bằng so với các đối thủ xe xăng cùng tầm tiền. Trang bị cảnh báo điểm mù, cảm biến áp suất lốp, camera 360 độ và các công nghệ an toàn cơ bản như ABS, EBD, SP, BAS vân vân. Lược bỏ công nghệ ADAS cao cấp. Thực ra tôi nghĩ cũng hợp lý thôi. Giá 1 tỷ mà có cả ADAS thì các đối thủ gần như là không có cửa để so sánh với v 7 tiêu chuẩn. Chưa nói đến việc là nền tảng khung gầm cũng là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng để đảm bảo tính an toàn chứ công nghệ nó chỉ giải quyết được một cái phần nhỏ thôi. Về phần vận hành thì VinFast với 7 tiêu chuẩn sử dụng một motor sản sinh ra 174 mã lực, mô men xoắn đạt 250 Nm, giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0 tới 100 km trên 1 giờ là 10 giây. Xe sử dụng pin 59,6 kWh cho phạm vi tầm hoạt động là 375 km trong mỗi lần sạc đầy. Về thông số giấy tờ thì V7 kém một chút so với CX5 bản cao nhất là 188 mã lực và 252 Nm. Túc Sơn 1.6 turbo là 180 mã lực và 265 Nm Còn lại hơn for Territory Titaniumic về mọi thông số Tuy nhiên đối với xe điện thì như anh em đã biết rồi ưu điểm của nó là đem lại khả năng phản hồi rất nhanh chóng, mạnh Không có độ lag như trên các dòng xe sử dụng turbo Bởi vậy kể cả có trọng lượng không tải khoảng 1,7 tấn lớn hơn so với các đối thủ Nhưng về các thông số trên thì tôi vẫn đánh giá cao khả năng vận hành của v 7 tiêu chuẩn Tóm lại với tầm tiền khoảng 850 triệu đồng cho hình thức thuê pin và 999 triệu đồng cho hình thức mua đứt pin. Tôi đánh giá là VF7 có rất nhiều ưu điểm lợi thế để anh em có thể cân nhắc. Còn về nhược điểm cố hữu của xe thì tôi mong là anh em sẽ bổ sung thêm ở phía bên dưới phần comment của video nhé. Xin cảm ơn anh em rất nhiều.